Chào các bạn đã đến với kênh Thanh Đồng Vlog. Các bạn thấy hay hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Hôm nay mình đang đi dự tiệc một cái đám cưới ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nói là thành phố nhưng ở đây thuộc cái vùng ven của thành phố cho nên là đất còn rất là rộng rãi các bạn. Và mình sẽ mời các bạn tìm hiểu về cái phong tục tập quán về lễ hội cưới của người Việt Nam, cũng như là mình tham gia vào trong một cái tiệc cưới ngày hôm nay có những cái gì ha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đây là cái cổng cưới của cô dâu, chọn cái tông màu xanh các bạn, rất là đẹp ha. Về cái người ta bắt đầu tổ chức hôn lễ từ bao giờ thì rất nhiều tài liệu về dân tộc học và nghiên cứu phong tục nhân gian chứng minh cho chúng ta thấy rằng hôn nhân và gia đình đã có lịch sử từ rất lâu đời, nhưng hôn lễ thì xuất hiện khá muộn trong thời kỳ quần hôn của loài người theo những quy phạm xã hội hình thành vào thời bấy giờ. Thì trong khuôn khổ nhất định, nam nữ sinh ra đến lúc trưởng thành là đã có quyền tự do giao phối. Nhưng từ khi loài người chuyển sang giai đoạn lịch sử hôn nhân đối ngẫu thì tình hình đã có nhiều thay đổi. Khác với những ngày trước, giờ đây khi hai người đã nên vợ thành chồng, mỗi người đều có quyền và nghĩa vụ cần thiết để quyết định tới tâm tư, tình cảm của người kia. Tinh thần tự nguyện làm cơ sở nền tảng cho mối quan hệ của hai người. Với hình thức hôn nhân này, chỉ cần hai người đồng ý là có thể chung sống cùng nhau, còn ngược lại nếu một trong hai người cảm thấy không hài lòng thì họ có thể chia tay nhau. Thế nhưng quan hệ hôn nhân này không ổn định, nên một người có thể kết hôn tạm thời nhiều lần trong đời. Và có lẽ cũng chính vì tính chất của quan hệ hôn nhân này mà hôn lễ không thể không ra đời được. Đó là nguyên nhân sẽ làm nên một cái cuộc hôn lễ, là một cái đám cưới ha các bạn. Thì mục đích của tổ chức hôn lễ của người xưa cũng đã khá tương đồng so với ngày nay. Để thông báo cho mọi người biết và để cho hai người chính thức được trở thành vợ chồng, xây dựng gia đình riêng cho mình, người ta mới tổ chức hôn lễ. Đồng thời cũng muốn bày tỏ sự khẳng định quyền và nghĩa vụ của hai vợ chồng. Đối với gia đình, dù là vợ hay chồng đều phải giữ lời hứa của mình để bảo vệ quyền lợi và danh dự cho cả hai bên. Và đương nhiên là người khác cũng phải tôn trọng nhân cách của hai người, phải thừa nhận quan hệ vợ chồng của họ và không được phép có bất kỳ hành động nào đen tối nhằm phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Căn cứ vào đặc điểm nói trên thì chúng ta có thể ước đoán rằng hôn lễ ra đời vào thời kỳ quá độ từ chế độ tòng phụ cư sang chế độ tòng phu cư, và cùng với sự cố bền vững của hình thức hôn nhân một vợ một chồng thì hôn lễ ngày càng phức tạp hơn rất nhiều. Các bạn đang thấy những cái món ăn rất là hấp dẫn ha. Đây là cái món gỏi tôm các bạn, gỏi tôm cùng với thịt thịt nạc. Cái gỏi này á, là làm từ củ hủ dừa nha các bạn. Củ hủ dừa ở đây á, là người ta lấy từ trên cây dừa những cái đậu hũ non của nó đó, nó làm gỏi rất là ngon. Và đây là gà gà quay. Rồi, các bạn thấy hấp dẫn đó ha. Đó, gà quay vàng luôn, chấm với nước chấm chua ngọt, rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây là cái món bánh hỏi cùng với nem nướng các bạn. Ở đây mình mới biết là cái này gọi là cái nem đó các bạn. Đây là cái chả giò tôm hải sản ha. Thường người ta ăn bánh hỏi với heo quay hoặc là bánh hỏi với thịt nướng. Ở đây người ta ăn với nem nha các bạn. Người ta gọi cái này là nem. Nem nướng. Rồi bánh hỏi, nem nướng. Đây là cái ba món khai vị đầu tiên: chả giò, bánh hỏi hay nem nướng với gỏi, gỏi tôm. Nhìn rất là đẹp và hấp dẫn ha các bạn.
có cái món gà quay này nè, nãy cái chị kia chỉ mở cái bọc là ra cho mình quay cho các bạn xem kỹ hơn, rất là hấp dẫn, mời các bạn ăn nha. À, và đây là cái phần trình diễn của MC, à, cũng như là những khách mời người ta lên để góp phần văn nghệ cho vui nha các bạn. Và những cái âm thanh này mình không có để được tại vì sợ bản quyền á, nên các bạn thông cảm ha. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái phong tục của người Việt ngày xưa. Thì vào giai đoạn cuối của chế độ Tòng phụ cư thì hình thái gia đình cơ bản đã đầy đủ. Trong hôn nhân, đối ngẫu hai vợ chồng cùng sinh sống với nhau và luôn dành cho nhau những tình cảm sâu nặng. Đặc biệt còn có những cặp vợ chồng đã dần hình thành được thói quen chỉ quan hệ với vợ hoặc chồng của mình. Từ đó xuất hiện nên hình thức một vợ một chồng. Với tính chất của thời đại xã hội, nam nữ thanh niên bắt đầu thể hiện sự coi trọng đối với hôn nhân và có ý thức mong muốn tình cảm vợ chồng sẽ mãi bền vững như trời đất. Vì vậy nên có người đã muốn dùng một hình thức nào đó để thông báo cho mọi người biết, để thông qua việc ký kết hôn nhân, họ muốn độc chiếm đối phương cho riêng mình và cuối cùng thì họ cũng nên vợ thành chồng. Việc từ bỏ thói quen trăng hoa của con người và sự ra đời của ý thức hôn nhân bền vững đã tạo ra những điều kiện cơ bản để hình thành nên hôn lễ. Trong thời kỳ tồn tại chế độ mẫu hệ con trai đến ở rể thì hôn lễ thường được tổ chức tại nhà gái. Khi đó, tự do hôn nhân còn rất phổ biến. Chỉ cần hai người yêu nhau và họ tự cảm thấy tâm đầu ý hợp là họ có thể tiến tới hôn nhân. Khi chàng trai mới tới ở rể để biểu lộ sự vui mừng và chứng thực cho cuộc hôn nhân của hai người, nhà gái thường tổ chức một số nghi thức đơn giản như là gặp gỡ các thành viên trong họ nhà gái, trao tặng lễ vật cho nhau, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Nghi thức này người ta gọi là hôn lễ. Hôn lễ thời kỳ đầu diễn ra khá đơn giản, nhưng phần nào cũng đã thể hiện được tính chất long trọng của một sự việc đại sự. Hiện nay, một số vùng dân tộc thiểu số của nước ta vẫn còn lưu giữ được những đặc điểm của cách tổ chức hôn lễ tại nhà gái. Về sau, khi xã hội xuất hiện chế độ con gái về nhà chồng, tòng phu cư, thì đồng thời hôn lễ cũng được tổ chức tại nhà trai, nhưng nghi thức hôn lễ cầu kỳ và phức tạp hơn nhiều. À, các bạn đang thấy đó là một cái bàn trang trí, cái bàn trang trí cưới. Khi mà khách vô thì mình sẽ ký tên và nó có một cái thùng tiền để bỏ bao thư vào. Xung quanh có những cái hình trang trí cưới của cô chú rể chụp trước đó rất là đẹp đó các bạn. Thì trong cái phần mà tục cưới hỏi của người Việt đó các bạn, thì đầu tiên đó là vai trò của cha mẹ trong hôn nhân rất là quan trọng. À, thời kỳ đầu của xã hội nguyên thủy, nam nữ tự do lựa chọn bạn đời. Nhưng thời đại xã hội càng văn minh, tài sản sở hữu càng ngày càng nhiều, thì quyền lực của cha mẹ trong việc quyết định hôn nhân của con gái cũng rất là cao. Trong xã hội phong kiến, cha mẹ đóng góp vai trò quan trọng quyết định cuộc đời của các đôi nam nữ. Với những gia đình nề nếp có gia giáo thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy và gia đình hai bên phải môn đăng hộ đối. Và cái món thịt này rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây là món thịt nướng, bên trong nó có phía ngoài là một cái món lớp thịt ha, bên trong các bạn thấy có gì không? Đây, thịt cái màu của nó lên rất là đẹp. Bò các bạn, bò người ta cuộn với một cái cây mỡ bên trong. Còn cái này cái là cái một cái giống như một cái đùi lớn như các bạn, nhưng mà khi mình ăn á, người ta sẽ sắc khoanh khoanh ra đó, chiên giòn lên hết các bạn, nguyên một cái đùi bự luôn và sau đó sẽ sắc thành khoanh. Mình không rõ món này là món gì nữa tại món này mình ít ăn nên đó, nó giống như thịt thịt heo. Còn cái này là cá nè các bạn, cái vây cá người ta ướp sẵn rồi, chín rồi. Tôm tôm này người ta cũng luộc chín sẵn luôn ha,
Và tí xíu người ta sẽ chế biến thêm và người ta chiên nóng lên. Tầm sống à, ta chiên nóng lên đó, các bạn thấy trong cái chảo không? Người ta vẫn còn đang chiên nóng á. À, món này giống như là món kari, kari nhưng mà nó khác tí, nó có khoai môn nữa nè các bạn. À, đặc biệt là cái món này chấm với cái nước chấm đặc biệt đó nha các bạn, chấm với chao á các bạn. Mình cũng chưa có xem được cái món này là món gì luôn. Các bạn thông cảm ha. Đây, nhìn rất là đẹp. Rau để ăn lẩu nha các bạn. Có bắp chuối, kèo nèo, rau muống, rau nhút nữa. Nhìn đẹp mắt ha các bạn. Đó, thì màu xanh luôn. Wow, hấp dẫn. Wow, đây là cái những cái gia vị không thể thiếu trong bàn ăn của chúng ta. Đó chính là muối, tiêu, chanh, nước mắm, ớt, nước mắm chua ngọt. Nhìn rất là đẹp ha các bạn. Những cái gia vị thì không thể thiếu, kèm theo có nước tương nữa nha các bạn. Khi mình ăn những cái món ăn trên bàn thì những cái gia vị này chấm vào sẽ càng ngon hơn, hấp dẫn hơn. À, đây là con cá mú đó các bạn. Cá mú thịt nó rất là ngọt và dai ha. Cá mú này người ta kêu là cá mú hấp gừng các bạn. Ở bên trong cái này người ta có ướp gừng, gừng sắc nhuyễn sợi á đó. Đó với hành nữa. Người ta làm nóng lên và chỉ cần để lên bếp nóng mà mình ăn thôi. Đây là cái mâm đồ ăn, cái mâm cúng các bạn, xin lỗi các bạn nha. Cái này là cái mâm cúng của nhà gái, cúng con cô trước khi mà lễ cưới bên nhà trai á. Đó, đây là cái buổi tối làm lễ con cô nha các bạn. Thì nãy giờ mình sẽ tìm hiểu cái phong tục lễ cưới của người Việt Nam thì rất là nhiều. Và những cái video tiếp mình sẽ tìm hiểu thêm. Và hiện tại thì mình chỉ sơ lược về những cái phong tục cũng như là các món ăn ngon. Và cái lúc này đây là đang chuẩn bị để làm cái lễ công cô hả các bạn. Lễ công cô này á là chỉ bên nhà gái thôi, ba mẹ cô dâu nè, người trong nhà làm buổi tối. Đang là buổi tối nha các bạn, làm buổi tối. Chuẩn bị giống như là lễ xuất giá vậy các bạn. Nhiều nhà gia đình á, thì gọi là lễ xuất giá. Thì tùy theo gia đình, có thể gia đình nào đông người á thì người ta sẽ làm một cái lễ trao quà trong buổi tối này cho cô dâu luôn. Nhưng mà ở đây thì gia đình cô dâu vắng người, chỉ có ba mẹ với hai dì này thôi. Làm lễ xuất giá thì thể hiện cái tấm lòng của người con đối với mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dặn dò, cô dặn dò con gái không nha? Xong đó biết là mày có dặn con mày sao làm đi làm. Rồi cô với cô dâu hai người thôi, lát cô dâu với ba, cô dâu với mẹ thôi, cô với mẹ. Cô dâu hôn mẹ cô dâu, rồi cô dâu với ba chụp hình kỷ niệm. Cô dâu với ba hai người. Ông ta vô không ra được biết chị đây đó nè đây cô thì giống mình chỉ định nó đi đâu có chị em bà con gì mà lên cái mình rồi bây giờ chụp tấm gia đình chú rể vô luôn nha chú rể vô chụp tấm hình nó xong mình cho nhạc động lại được. Rồi mời cô chú kế cô nè, chú qua đây đứng nè. Em trai đứng kế chú rể nè. 5 người được được hả? Từ 5 người tới lên, tùy cô hả? Từ 3 người tới lên là được. Dạ, mời cô chú đứng kế. Dạ, mời chị đứng kế.